Em có tin là ngày mai anh dẫn liền một cô gái khác về nhà anh, ra mắt ba mẹ anh liền không? Đây là cái câu mà thằng bố cũ thách thức tôi khi Tết tôi không chịu về nhà hắn chơi. Tôi và hắn ta biết nhau từ thời cấp 3. Năm tôi học lớp 10, hắn học lớp 12, hắn tỏ tình nhưng tôi không đồng ý. Rồi hắn lên đại học, cũng ngắt liên lạc từ dạo đó. Bẵng đi vài năm tôi cũng yêu đương cùng với mối tình đầu được 4 năm thì chia tay. Trùng hợp sao là lúc tôi chia tay thì hắn lại xuất hiện. An nick Facebook của tôi, nghĩ là người quen cũ. Tôi đơn thuần chấp nhận, Ai ngờ đâu vừa add friend xong thì hắn đã nhắn tin đầy mùi mẫn rằng trong suốt nhiều năm tháng qua vẫn không thể nào quên được tôi, vẫn yêu tôi. Nghe xong cũng khó tin đấy, nhưng tôi đánh liều tin bừa vào lời nói của hắn để che đi nỗi đau trong lòng do mối tình đầu vừa tan vỡ. Tôi và hắn trò chuyện và gặp gỡ trong khoảng một tháng thì tôi chấp nhận lời yêu. Lúc đó cũng cận Tết, hắn ta liên tục rủ tôi Tết về nhà hắn chơi, xem như là ra mắt nhưng tôi không đồng ý một phần vì nghĩ bản thân chưa có tình cảm nhiều mới quen có một tháng mà ra mắt thì quá vội một phần khác là vì nhà tôi buôn bán tết là phải phụ ba mẹ ngày tết làm phải nhiều hơn ngày thường nên không thể đi chơi được vào dịp tết tôi đã giải thích nhà bao việc không đi được thì hắn dãy nảy lên bất chấp mọi khó khăn của tôi mà trách móc tại sao có người yêu mà tết em không đi chơi với người yêu vậy em có xem anh là người yêu không trong đầu tôi liền so sánh tình đầu của tôi luôn thông cảm cho gia đình tôi, thậm chí Tết anh ấy còn về nhà tôi phụ giúp. Tôi giải thích rằng nhà tôi rất bận, thậm chí chị dâu còn phụ, thì tôi là con gái ruột làm sao có thể bỏ đi chơi. Thì hắn bắt đầu tức giận bảo là, con dâu thì phụ đúng rồi, em là con gái sau này về nhà chồng thì cũng lo cho nhà chồng, chứ chẳng lẽ về lo cho bố mẹ để khoai. Tết em phải về bên nhà anh chứ, tập dần cho quen, mốt cưới là phải phụ giúp nhà anh. Nghe xong câu này thì chẳng thiết tha gì nữa tôi trả lời ngắn gọn không đi chẳng thèm giải thích gì thêm nữa vậy là hắn ta liền rửa giọng em có tin ngày mai anh dẫn liền một cô gái khác về ra mắt nhà anh ra mắt ba mẹ anh liền không tôi liền trả lời thế nào mà đang quen tôi còn chưa chia tay thì đã có con khác để dẫn về ngay hay thế hắn cười khẩy trả lời tôi thì thiếu gì cô mê có em có phước mà không biết hưởng thiết tha dẫn về mà em không chịu đúng là không biết điều Wow wow wow, tự tin thái quá rồi đó trai ơi. Nếu một tháng trước tôi không chia tay với tình đầu, buồn quá yêu dại yêu bừa thì cũng đâu đụng trúng cái tên sở khanh như anh. Hắn còn nhây bảo, "Em không tin chứ gì? Mai tôi dẫn, rồi tôi chụp hình cho em xem." Tôi liền cười khẩy đáp, "Ôi dảo, muốn dẫn ai về thì dẫn, ở đây không quan tâm. Có chụp hình gửi thì gửi cho cô nào quan tâm ấy." Chào, rồi tắt máy luôn. Mà công nhận là phải gặp mấy thằng kỳ như thế mình mới biết trân trọng người yêu cũ đầu tiên mình vừa đăng một trạng thái rời xa anh là bão tố đang hy vọng tình đầu và rep story để nối lại tình xua thì cái tên mình vừa đá vào rep chia tay anh hối hận rồi hả mà xui đến thế là cùng mình chửi đồng ý quen anh là điều hối hận nhất của tôi đấy hiểu chưa rồi chặn hắn luôn đây là lần đầu tiên mình chặn một ai đó chút trước giờ không có quen chia tay là hủy kết bạn là cũng đủ biết hắn hãm thế nào rồi hà nội mấy này thời tiết khá dễ chịu Thế là em và con bạn thân quyết định đi lượn lờ thành phố về đêm. Vì chẳng để ý đến xăng nên đang đi thì bị hết ngay giữa cái nơi ít quán xăng. Quán xăng gần nhất, cách tầm 2 km. Hai đứa đành lủi thủi xuống dắt bộ đến đấy chứ biết sao giờ. Em và nó thay nhau dắt xe vì bọn em đi xe ga nên nặng lắm. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện cho đỡ chán, than với nhau là Sau này xui thế nhở? Bình thường ở nhà chả sao, được hôm đi chơi thì sẽ hết xăng. Cả hai vừa đi vừa khấn, mong là đừng gặp thằng báo đời nào chứ không chắc là hai đứa bỏ của chạy lấy người mất chả hiểu khấn kiểu gì đi được tầm một km thì một con xe số khác lao vút đến chặn chúng em lại em nghĩ thôi quả này là cướp của rồi con bạn em tay run như chưa từng được run dù là sống ở hà nội từ bé và tầm này vẫn còn xe qua lại nhưng một em vẫn sợ chết khiếp trên xe là hai anh không đội mũ bảo hiểm một anh đầu đỏ một anh đầu vàng em dám chắc đây là báo đời luôn Bọn em dừng xe lại thì hai anh kia cũng xuống xe. Anh đầu đỏ hất mặt hỏi. Xe bị sao? Còn bạn em ôm chặt cánh tay em, còn em chỉ dám nói lý nhí. Dạ, xe bọn em hết sang ạ. Hai anh đến nhìn xung quanh xe rồi phán một câu xanh dờn. Đàn à, thủng lốp nữa rồi đây này, đi không nhìn à? Hai đứa bọn em nhìn xuống thì thấy đúng là thủng xăm rồi thật. Rõ là nãy vẫn đi bình thường mà. Chắc do nãy dắt xe, đâm trúng đinh. Đèn thì thôi rồi. Hai anh kia bàn bạc một chút rồi anh đầu vàng bảo Bây giờ vừa thủng lốp vừa hết xăng thì phải giải quyết cái hết xăng trước, đứng ở đây đợi Vừa nói xong thì hai anh lên xe phóng vút đi, bọn em đứng sau chỉ hít được mùi bụi Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bạn em bảo Khiếp, tao sợ run hết cả tay cả chân ra, chả hiểu, tao tưởng bị cướp đến nơi rồi Chả thế thì sao, tao nghĩ chắc quần này xong rồi, ai ngờ người ta có ý giúp mình Bạn em gật gù Cái bọn anh em xã đoàn chuẩn ấy, nó không vô cớ gây sự đâu Tao nghe anh ta bảo thế Em lườm nó Thế nãy đến nào run thế Ôm tao chặt thế cơ mà Nó cười hì hì bảo Giờ mình đứng đây đợi thật à Em bảo Chẳng nghe lời đứng đợi thì sao Chắc đi mua xăng rồi Lỡ tí quay lại không thấy bọn mình Có khi gọi anh em truy vết thật Thì chắc tao chết Thế là bọn em ngồi đợi tầm 10 phút Thì hai anh quay lại Trên tay anh đầu đỏ là một chai xăng Còn đến giúp em đổ vào xe Em nhanh miệng cảm ơn rồi đưa tiền cho hai anh thì anh tóc vàng bảo: "Tiền nong gì, gặp được chuyện giúp được thì giúp thôi, tích đức để mai đi đua xe." Em nghe anh ấy bảo thế lại bắt đầu rén rồi, em ngại ngùng thu tiền về, lấm lét nhìn bạn em, chợt anh đầu đỏ bảo: "Lên xe đi, để đẩy về, tầm này không có quán sửa xe đâu, nãy đi lượn quanh rồi." Em ngại quá và lại cũng không muốn dính líu đến dân xã đoàn nên em từ chối. "Dạ thôi, nhà bọn em cũng khá gần đây, để bọn em dắt về được rồi ạ." À. Vừa nói dứt lời, anh đào đỏ trợn mắt lên quát. Lên xe! Bọn em sợ quá, ngoan ngoãn nghe lời lên xe. Rổ ga một chút rồi chờ hai anh đẩy. Anh ngồi sau chỉ dùng chân đẩy, chứ không làm gì bọn em. Em khá an tâm và tiếp tục khấn trong lòng, cầu tổ tiên phù hộ. Đi trên đường chả ai bảo ai câu nào, không khí im lặng bao trùm. Tuy hai anh ấy giúp, nhưng bọn em vẫn cảnh giác. Đẩy được xe về đến ngõ nhà em, thì em bảo. Thôi gần đến nhà em rồi ạ, à. ngõ em hơi sâu, khó đi hai anh giúp bọn em đến đây được rồi ạ. Hai anh có vẻ cũng biết ý nên bảo bọn em tự về đi. Sau đó chưa kịp cảm ơn, các anh đã phóng đi như một vị thần. Nhìn tốc độ mà các anh đi như háo hức đi đầu thai mà em sợ. Về đến nhà mà em vẫn không tin được sự việc vừa rồi. May mà tổ tiên gánh hai đứa còng lưng. Chẳng biết sau vụ này có nên thay đổi cách nhìn về những anh báo đời hay không nữa. Thôi sau vụ này em xin chừa, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma thôi. Có ai như ông chồng nhà em không? cứ có cái đam mê là hống drama bất chấp tâm hướng thiện nhưng cái miệng còn thích sân si chào mọi người em là hiền đã cưới chồng được hai năm chồng em là hiếu vợ chồng công việc đều ổn định nhưng vẫn chưa muốn có con nên nhà chỉ có hai vợ chồng chồng em ở ngoài cũng dạng hiền lành kiểu như không đụng đến thì hiền lành còn đã đụng đến người nhà nhất là vợ thì rất hổ báo cáo chồng đừng cái là chiều vợ lắm việc nhà hay gì đều đỡ đần cho vợ hết Lắm lúc em chả cần làm gì Chỉ cần ăn và đẹp cho anh ngắm là được Nhưng mà từ khi lấy vợ cái Là có tính thích hóng ra ma Có hôm hai vợ chồng đang ăn Bỗng dưng nhà kế bên có cãi nhau Lão ta nghe tiếng động Rồi liền sách bát chạy Áp tay gần cửa nghe ngóng Nhanh lên em, có drama kìa, ra hóng với anh Em bất lực cũng chạy ra ngó ngó xem có chuyện gì hóng ngầm thế thôi chứ chả dám ra ngoài xem trực tiếp đâu Có khi lại vỡ mặt như chơi Hôm khác, hai vợ chồng lên giường tắt điện chuẩn bị đi ngủ rồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ở phía ngoài. Chồng em ngay lập tức bật điện rồi chạy ra phía cửa ban công ngó xem có chuyện gì. Mặt hí hững gọi em. Ra đây vợ ơi, hai thanh niên va vào nhau sắp cãi nhau tới nơi rồi. Lắm hôm đi làm về mệt, chồng vừa ngồi bóp vai vừa hỏi. Thế hôm nay em đi làm có drama gì không? Em bất lực lườm chồng. Không, nhưng mà công việc hơi nhiều nên em oải Chồng em lại cười hỏi tiếp. "Vậy dạo này em đọc được drama gì không, kể cho anh nghe với." Thấy chồng mình mong chờ như thế, em cũng ráng nhớ lại vài drama mình tiện đọc được trên mạng hoặc mấy vụ đánh ghen mà chị em đồng nghiệp hay kể. Lại nói, cái việc đi làm về trễ hoặc đi mua gì đấy về lâu do dừng lại hóng drama không còn là chuyện hiếm thấy ở gia đình em nữa. Một lần em bảo chồng em đi mua có chai nước mắm mà đi cả tiếng chưa về điện thoại thì để ở nhà em xúc ruột quá phải chạy đi tìm sợ xảy ra chuyện gì hỡi ôi ra thì thấy chồng mình đang đứng phân xử cho một vụ cãi nhau do tông xe vào nhau trên đường tay thì cầm chai nước mắm miệng thì liến thoắng phân xử em bực mình quá chạy đến kéo tay lão bảo đi mua nước mắm mà ngã ra đây à chồng em thấy em liền cười hì hì từ từ tí về anh kể xong việc về đến nhà Em ngồi xuống cằn nhằn Anh làm sao thế Cứ thích lo chuyện bao đồng Mà bớt hóng drama đi Chồng em liền thanh minh Không phải anh muốn hóng drama đâu Vốn dĩ định đi qua thôi Nhưng do chúng nó ngu quá Cãi theo luật mà sai hết cả luật Anh tức mình nên dừng lại ấy chứ Không phải tại anh Ừ thì chồng em rành luật lắm Không phải làm bên luật Nhưng tìm hiểu kỹ càng về luật Để tiện làm ăn Vì chứ luật thì không qua mắt chồng em được nhưng đã muộn rồi Em còn đang nấu ăn mà Chồng em lại làm bộ mặt nũng nịu với em Khác hẳn với cái mặt anh hùng ban nãy Anh xin lỗi vợ Lần sau anh sẽ chú ý hơn nha Giờ anh đi nấu ăn Rồi dọn dẹp cho vợ Vợ đi tắm đi nha Em vẫn bực Không kệ anh đấy Chồng em vẫn năn nỉ Ngoan rồi tối anh trả bài Lúc này em mới vui vẻ Là anh nói đấy nha Được rồi Em thấy quan tâm đến mọi người cũng là chuyện nên làm Lỗi sai là ở em Nói xong em chạy đi tắm Đấy, vợ chồng trẻ nên lắm trò hay ho lắm Nhưng kệ, ăn chơi vui vẻ cái đã Sao mấy bạn gái hay có kiểu thử lòng người yêu quá ha? Thử lòng không được cay chia tay. Làm vậy chi vậy ông biết ta? Bạn gái mình quen được một tháng, em là hot girl hẳn hoi, xinh với trải chuốt lắm, mình thì cũng có một công việc tốt, lương tầm 40 củ thì cũng gọi là có thể lo được cho người yêu, nhưng phải đến mức chia tay vì người yêu mình đòi hỏi hơi quá đáng. Hôm nọ mình dẫn em đi xem phim, đi ăn, toàn bộ chi phí mình thanh toán cả. Cơ mà đến lúc định về thì em lại rủ, anh ơi, chờ em đi shopping nhé, em hết mỹ phẩm rồi, mình cũng chiều, dẫn em đi mua mỹ phẩm. Lúc thanh toán tính bill hết 1 triệu, mình thấy cũng không quá nhiều. Mẹ em người yêu thì cứ ngó lơ nên thôi mình trả luôn, coi như là qua mùng 8 tháng 3 sớm. Thế là được nước em làm tới, vừa đi chơi lúc cuối tuần thì giữa tuần em đã điện thoại rủ mình. Anh ơi, chở em đi shopping nữa nhá, em hết nước hoa rồi. Mình thì cũng ok chở người yêu đi thôi nhưng mà lần này đến lúc thanh toán chai nước hoa hơn 3 triệu thì mình lặng thinh, không trả. Em cũng vừa đứng loay hoay lúc tính bill nhưng mình thẳng thừng bảo em, chị Thu Ngân chờ kìa em. Thế là em phải tự mình trả lấy. Em cau có ra mặt, lấy tiền trả cũng vùng vẳng, làm ra vẻ mặt giận dỗi mình. Mình biết là em giận vì lý do mình không thanh toán cho em, nên mình cũng không thèm vỗ về. Chứ nghĩ sao mới yêu nhau có một tháng, vừa mới tặng mỹ phẩm một triệu rồi, giờ còn trả bill nước hoa 3 triệu nữa thì hơi quá lố rồi. Quan điểm của mình là mình muốn tặng thì mình sẽ chủ động tặng Còn em rủ mình đi cùng thì mình chờ em đi đã là may lắm rồi Em thích mua gì thì em phải tự thanh toán lấy Mặc dù tiền mình làm ra cũng khá Nhưng mình chi tiêu cũng hợp lý chứ không khéo lại nuôi vợ thằng khác nữa thì phí Thấy làm mặt giận và chiến tranh lạnh với mình không được Thì em bắt đầu đổi chiến lược trách móc Người ta thích có chai nước hoa Đi với bạn trai mà cũng phải tự trả tiền nữa Người ta đẹp người ta thơm là để ai hưởng chứ Nghe đến khúc ai hưởng thì mình cũng xuống nước đáp Thôi đừng giận nữa để lần sau anh tặng cho nhé. Nghe đến đây thì mắt em sáng lên. Lần sau là khi nào? Hay bây giờ luôn nhá. Bốn nước hoa này có hai mùi lận mà em chỉ mới mua có một mùi hoa hồng thôi, còn mùi hoa đào nữa. Mình nghe đến đây không kiềm được mà nói luôn. Vậy em còn muốn mua mùi hoa đào à? Đào gì? Đào mỏ à? Em lớn giọng ngay luôn. Sao anh bảo em là đào mỏ chứ? 3 triệu của anh lớn quá hả? À? Nè nè em nói cho anh biết luôn chẳng qua là em làm một phép thử với anh thôi. Người ta thường nói tiền của đàn ông đặt ở đâu thì tiền ở đó. Mà em chẳng qua muốn thử xem anh có chịu chi tiền cho em không. Nếu có thì mới gọi là yêu thật lòng chứ. Xong rồi em hát cái điệp khúc cũ là Anh không thương em, anh không yêu em, anh không thương em đến vậy đâu Mình nghe đến đây thấy cũng hợp lý phết nên bảo Vậy giờ anh dẫn em đi mua nước hoa rồi hai đứa mình đi khách sạn nhá Thì em trợn trừng mắt nhìn mình Quái gì mới mới yêu có một tháng mà anh đã rủ con gái người ta lên giường rồi vậy Cha nam hả? Minh Linh cười hì hì Ôi chẳng qua chỉ là một phép thử mà em Anh muốn thử xem em có yêu anh thật lòng không thôi Sao còn muốn đi mua nước hoa nữa không Đến đây thì em câm nín Chứ mình phản bác chuẩn xác đến vậy Mà làm sao đỡ được Suốt quãng đường về nhà không thèm nói chuyện với mình Mình chờ em về đến cổng nhà em Thì em liền đề nghị chia tay với lý do là mình ki bo và sở khanh Mà tính ra em cũng khôn đợi mình đưa về nhà rồi mới trở mặt đó chia tay. Chứ đòi chia tay lúc tính bill thì mình bỏ luôn ở đó cho bắt taxi về rồi. Thôi coi như là mình cũng hết duyên, em cứ đi tìm cái mỏ khác mà đảo. Chứ mình sở khanh và kỳ bo quá ra sướng với hot girl nha em. Chào nhé em Mỹ Duyên, nhân viên ngân hàng xanh dương cầu giấy. Mấy bạn 96 tuổi tí năm nay có ổn không? chưa hẳn tam tai và thái tuế dí mình lên đến xe buýt còn không tha. Đã thất nghiệp làm ăn thua lỗ hết tiền phải về quê bằng xe buýt. Vậy mà lên xe buýt còn gặp mẹ thiên hạ nữa. Tối qua buồn quá là mình có nhậu, sáng dậy vẫn còn đau đầu. Mình bắt xe buýt về quê tịnh dưỡng vài tháng rồi tìm việc khác, chứ hiện tại không đủ tiền để trụ lại ở thành phố này nữa. May mà lên xe còn có chỗ ngồi, ghế cũng gần cuối xe, mình ngồi vào ghế là gục đầu ngủ luôn. Đang say giấc thì mình có nghe ai đó đang khiêu vai mình, nói một cách khá mạnh bạo. Này này thanh niên, nhường ghế cho em bé đi chứ, mình lờ mờ tỉnh dậy, trong cơn mơ màng buồn ngủ mình nhìn thấy một chị gái mặt mày đang nhăn nhó, kế bên là một đứa bé tầm 6-7 tuổi. Mình nhìn lên các hàng ghế ưu tiên thì thấy không còn ghế trống, cũng toàn là ông bà cụ và phụ nữ mang thai đang ngồi, nên mình cũng lật đật định đứng dậy nhường ghế cho mẹ con em bé đấy, mặc dù trong người không được khỏe cho lắm. Nhưng có vẻ đang ngủ say lại còn say rượu nên là mình có hơi chậm chạp một chút. Chưa kịp đứng dậy thì chị gái đấy đã khó chịu ra mặt. Thanh niên gì mà đi xe buýt chẳng có ý thức gì. Nghe câu này tự nhiên mình tỉnh rượu ngang, bờ mông của mình đã nhấc lên khỏi ghế được tầm 5 cm cũng đánh ịch một cái, ngồi trở lại vị trí cũ. Thú thật, mình đã định nhường rồi mà tại cái thái độ lồi lõm quá nên mình thẳng thắn luôn. Này chị gái ơi, nhường ghế là tự nguyện chứ không phải là nghĩa vụ đâu nhá. Bà chị kia thấy mình mắng thế thì ngạc nhiên rồi tức giận. Trước giờ đi xe buýt thì đều phải nhường ghế cho người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và trẻ em. Nhìn cậu cũng sáng sủa, có học thức thế mà không biết những phép lịch sự cơ bản này à? Cãi với mình à? Cãi không lại đâu chị gái ơi. Ghế của em đang ngồi là ghế thường chứ cũng không phải là ghế ưu tiên, con của chị cũng lớn rồi, bé đứng chơi bình thường chứ có phải bế trên tay đâu mà đúng khó khăn. Thấy không đủ lý lẽ để cãi lại mình nên chị gái đấy liền lớn tiếng cảo thét, thiếu điều muốn nằm vạ. Ôi trời ơi, xem này, thanh niên lưng dài vai rộng mà đi so đo với một đứa trẻ con này, lại còn hơn thua lời ăn tiếng nói với đàn bà phụ nữ nữa này, hay ho lắm. Nói rồi chị ta liền lấy điện thoại gọi cho chồng. Anh ơi, hai mẹ con em đi xe buýt bị người ta ăn hiếp này, sắp tới chạm cầu kiều rồi đấy. Anh ra dạy cho thằng nhóc này một bài học giúp em đi. Tắt máy xong, chị ấy quay sang nhìn mình đầy thách thức. Mẹ con đau không dễ đụng đến đâu nhá. Hơ hơ, nói lý không lại rồi định dùng vũ lực đấy à? Anh phụ xe thấy căng thẳng quá nên là có đến, vỗ vỗ vai mình rồi lên tiếng. Ôi em thanh niên, chịu thiệt xíu, nhường cho chị gái đi em. Bà chị kia được dịp hùa theo, phải rồi thanh niên gì hơn thua với phụ nữ trẻ con chẳng đá mặt đàn ông đàn an mình đang tức lắm nhưng anh phụ xe liên tục vỗ vỗ vai mình rồi nói khẽ vào tai chồng bà đại ca giang hồ khét tiếng vùng này em nhẫn nhịn chút cho yên thân mình nghe đến đây mặt hơi xanh nhẹ nhanh nhảu đứng dậy nhường ghế em để anh phụ xe lắm đấy em mới nhường đó nhé bà chị kia và con bà chễm trệ ngồi vào ghế mình nhường có lên mặt ngay từ đầu biết điều thế có phải đỡ mỏi miệng nhau không mình quá ưu là ấm ức nhưng cũng may, anh phụ xe gỡ lại giúp mình một câu cũng hả hê. Anh hỏi chị gái kia là, được ngồi thoải mái không chị gái? Bà kia mặt vẫn vênh vênh, dĩ nhiên là thoải mái rồi em. Anh phụ xe cười trừ, muốn thoải mái hơn nữa thì lần sau đi taxi chị nhá, đỡ phải bảo ai nhường ghế cho mình. Chẳng biết là bà kia có quê không, nhưng mình cũng thấy khá là hả hê. Ai đời bỏ tiền như nhau mà mình phải nhường chứ, các bạn thấy có đúng không? Chào mọi người, mình biết câu chuyện của mình có thể không phải là một vấn đề mới mẻ, nhưng thực sự mình chưa từng nghĩ trường hợp này sẽ vận vào mình. <laughs> mình vừa một mình đi phá thai, cảm giác đau đớn, tủi thân tột cùng này có lẽ mình chẳng bao giờ quên được. Mình năm nay 22 tuổi, năm cuối, yêu nhau được 2 năm và chúng mình đã có đi quá giới hạn với nhau, không phải một lần mà nhiều lần. Do mình quá tin tưởng người yêu, tin tưởng rằng anh ta sẽ cho mình một gia đình, một mái ấm hạnh phúc nên mình mới như vậy. Hai đứa chúng mình cũng đã có quãng thời gian sống thủ, tuy nhiên không phải hai đứa chú ý ngay từ đầu. Trước kia chúng mình sống riêng, nhưng đợt dịch năm ngoái nhiều chuyện xảy ra nên cả hai phải chuyển trọ. Thôi nhân tiện nên hai đứa dọn về ở chung. Quãng thời gian ở chung thì chúng mình cũng xảy ra cãi vã như bao cặp đôi khác. Tình yêu mà. Mình cũng chỉ nghĩ yêu ghét giận hờn là chuyện bình thường, như thế mới là màu sắc của tình yêu. Vậy mà một ngày, mình phát hiện ra mình bị cắm sừng, không ai khác lại chính là bản thân của người yêu mình. Mình không thể ngờ tới vừa yêu nhau 2 năm, người yêu cũng thường xuyên dẫn mình đi chơi với hội bản thân của nó. Mình đau đớn lắm. Bản thân mình ghét nhất là bị cắm sừng. Mỗi người có một giới hạn. Có thể người bị cắm sừng đến 2 lần, 3 lần. Nhưng chỉ một lần duy nhất với mình thì mình tin, ắt sẽ có lần sau. Nên mình nói lời chia tay. Sau chia tay 3 tuần, mình thấy mình bị chậm kinh. Chậm mất 2 tuần thì mình nghi vấn vì trước đó hai đứa có làm việc ấy không dùng biện pháp tránh. Mình liền chạy đi mua que thử và như dự đoán, mình đã mang bầu. Mình có lên mạng tìm hiểu thì mọi người bảo mấy tuần đầu không phải lo, phải tuần thứ năm thứ bảy mới bắt đầu đi khám có kết quả chính xác. Và đến tuần thứ năm mình đi khám thì bác sĩ cũng xác định theo chu kỳ kinh thì cái thai là khoảng 5 đến 6 tuần. Mình sụp đổ hoàn toàn, cầm tờ giấy kết quả chụp ảnh cho thằng người yêu cũ xem cách giải quyết thì nó nói là chia tay từng ấy thời gian rồi ta biết con ai mà mày nói giờ ta phải chịu trách nhiệm linh tinh đừng có dùng nó để níu kéo mình nghe xong lời ấy mình cũng không đòi co gì thêm vì cũng chẳng còn gì để nói nữa như vậy là không chịu trách nhiệm rồi từ cái câu nói ấy cho tới một tuần sau mình suy nghĩ suốt mình nghĩ làm thế nào để chăm con và nuôi con mình làm gì có tiền mình mới chỉ là một cô sinh viên năm cuối đi thực tập lương thì ba cọc ba đồng mỗi nuôi bản thân còn không đủ. Mình nghĩ nếu để mà mọi người biết thì khác gì là chửa hoang. Mình nghĩ làm thế nào đối mặt với bố mẹ, với mọi người đây. Mình nghĩ là nếu để để con ra thì bố có nhận con không? Rồi sau này sẽ có ai yêu và lấy mình khi mình đã có một đứa con. Mình nghĩ rất nhiều và cuối cùng mình quyết định đi phá thai một mình. Vì bản thân mình nghĩ nếu để và sinh ra thì sẽ không cho con được một cuộc sống tốt, thậm chí là một cuộc sống bình thường. Cái thai lúc này mới chỉ là hạt đậu còn chưa có tim thai, mình biết làm như vậy là sẽ có tội, nhưng càng nghĩ, mình thấy sinh con ra không lo được cho con còn tội hơn. Đau đớn, cái cảm giác tự đến bệnh viện, tự làm thủ tục xét nghiệm, tự đăng ký bỏ, trong khi những người khác bỏ là do họ bị thai lưu hoặc có vấn đề, những người khác được chồng, được người yêu đưa đi khám sức khỏe, khám thai, trong khi mình có một mình, người thân cũng chẳng có, vì mình không muốn ai biết chuyện này cả. Đau đớn tột cùng, cảm giác này mình sẽ nhớ mãi. Chắc chắn, mình sẽ nhớ mãi. Tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm và mình nghĩ đây là sai lầm lớn nhất không chỉ là tuổi trẻ mà mình phải trả giá bằng cuộc đời của mình rồi. Chào mọi người, em là Chanh, nữ, năm nay 18 tuổi. Em cũng không biết mở đầu sao cho nó ấn tượng nữa. Nên thôi, mình vào vấn đề chính luôn ha. Em là con, cháu trưởng của hai bên nội và ngoại. Vì vậy em luôn bị và phải làm gương cho những đứa em khác của mình. Mà bố mẹ em ly hôn sớm, từ cái hồi em còn học lớp 4, lớp 5 lần, nên em lại càng phải trở nên thật tài giỏi, hoàn hảo hơn mức bình thường. Nhưng thú thực với mọi người là em làm không có được, cũng không có muốn làm như vậy. Thế nên chuyện lời qua tiếng lại với gia đình là khó tránh khỏi bà và bố luôn muốn em phải giống như con nhà người ta phải học thật giỏi phải giao lưu kết bạn phải đạt thành tích cao phải nữ công gia chánh quán xuyến hết việc nhà phải biết đi làm thêm để trải nghiệm bản thân em không tự nhận mình tài giỏi hơn người nhưng mà em có đủ sự tự tin về việc em cũng có sở trường riêng và cũng vì để đáp ứng sự kỳ vọng mà bà và bố đặt vào nên em luôn cố gắng chu toàn mọi yêu cầu mà họ đề ra như trên cơ mà có lẽ chỉ thế thôi là chưa đủ và có khi chẳng bao giờ là đủ cả dạ có thể đối với một số người những câu nói những việc trên chẳng có làm nên chuyện gì to tác nhưng thật sự đối với em một đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên cố gắng hết sức phấn đấu thỏa mãn mong muốn của gia đình nhưng đổi lại là những lời chì chiết trách mốc và gạt bỏ thì thật sự rất đau đớn buồn bã và hụt hẫng ạ à. chính là cái cảm giác những nỗ lực mà mình bỏ ra những hào hứng và vui vẻ khi có thể đáp ứng mong muốn của người lớn những thành tựu mà bản thân đạt bị gạt bỏ bị đem ra so sánh như chẳng có một chút giá trị cái tôi bị gạt bỏ bị coi là thiếu sót ngu muội và không hoàn hảo dù bản thân đã cố gắng đến ngạt thở phải trơ mắt và chấp nhận mình từ một người năng nổ có ước mơ có thế mạnh dần bị bào mòn trở nên thật tầm thường để rồi đến khi chính em không thể chịu nổi mà hét lên, lấy hết dũng cảm tâm sự, nhưng lại bị tản lờ, bị gắn mát là vô lễ, hỗn hào, không ngoan ngoãn. Sau đó tự rút ra bài học cho bản thân, làm sao trở nên im lặng và lãng quên. Cái cảm giác mà chính em nhận thấy rõ được hình tượng bản thân xấu xí, vặn vẹo, thiếu sót và tồi tệ ra sao trong con mắt, trong suy nghĩ của bà và bố. Mọi người có thắc mắc nó có thể xấu xí tới mức nào hả? tới mức mà một câu quan tâm của em cũng bị cho là đang gắt gỏng đổ tội cho họ làm việc xấu khi ấy em thật sự thấy tuyệt vọng lẫn bất lực bất lực vì bà và bố quá cứng rắn không thể một lần gạt bỏ những định kiến xấu về em và tuyệt vọng vì nhận ra dù có cố cỡ nào em cũng chưa thay đổi hay lây chuyển được chút gì hình tượng bản thân đầy xa lạ ấy trong lòng họ em đã cố hiểu để mà thông cảm cho họ xong cuối cùng cũng phải chấp nhận việc khoảng cách giữa hai thế hệ quá lớn em có lòng nhưng sức không nổi và mới đây em cùng bà lại có một cuộc xích mích nhỏ nữa trước khi em lên đường đến hà nội để bắt đầu năm học mới bà nói con phải trở nên thật hoàn hảo ngày mai phải hoàn hảo hơn hôm nay nghe vậy em mới đáp nhưng hoàn hảo để làm gì tại sao mà con phải trở nên hoàn hảo mà không phải là chính con ạ à? và mọi người biết vẻ mặt lúc đó của bà em thế nào không Bàn hoàng và bất ngờ vâng Chính là cái vẻ mặt như nhìn thấy một sinh vật lạ vậy. Rồi cứ thế cho tới ngày em lên xe rồi. Bà vẫn cứ nhắc mãi, luôn quấn em với những câu hỏi. Tại sao mày không thấy hoàn hảo? Ai cũng hoàn hảo, tại sao mày không? Như bị ám ảnh vậy. Trốt cuộc là em nên làm thế nào đây ạ? À? Chuyện là hồi em còn học cấp 3, cụ thể ở đây là lớp 12. Lúc đó gần cuối giờ rồi, nên em có đi vứt rác lớp kế bên lớp em được cho ra về sớm vậy là nguyên lớp ùa ra tính em thì cũng hay ngại ngùng kiểu hướng nội ấy nên thấy đông đông là em lại cúi đầu đi không biết là như thế nào mà lại chặn đường của một bạn nam lớp đó đang đi ra về khổ một nỗi em bước qua trái là bạn ấy cũng trùng hợp bước qua trái bước qua phải thì bạn ấy cũng bước qua phải kia keo một lúc thì cũng bước qua đời nhau được vâng mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không nghe được bạn ấy chửi rằng con chó đi cản đường nghe xong em sốc lắm á mọi người kiểu không thể tin vào tai mình không hiểu tại sao mà bạn ấy có thể chửi em nặng như vậy chỉ vì em lỡ cản đường bạn ấy chuyện đó cũng không đáng đến mức như vậy đúng không ạ à? trường em ngày xưa thì có một trang confession của một bạn nào trong trường tạo ấy để cho học sinh trong trường có thể bày tỏ tâm sự tỏ tình đủ thứ mà không có lộ diện Em viết một confession thật dài để tố cáo bạn ấy. Và đương nhiên sau khi bài viết được đăng lên thì bạn ấy cũng thấy lúc đó bạn ấy comment tỏ vẻ hoang mang lắm. Bạn ấy không hiểu tại sao mà lại bị tế lên đây và còn giải thích là không phải chửi em mà là chửi một cậu bạn khác. Lúc đó em cũng đọc comment nhưng mà cũng đén lắm. Vào đọc comment xong thì không dám trả lời. Tự nhiên lại không còn thấy giận nữa. Và chuyển sang thấy sợ sợ là bạn ấy ghét rồi đánh em thì có mà toi vậy là mọi chuyện trôi qua trong lòng em thì vẫn ghét bạn ấy ghét kiểu đậm sâu nhưng mà để trong lòng em hay nói xấu bạn ấy với bạn em lắm không làm được gì người khác nên chỉ có thể vậy thôi cũng kể từ đó em hay để ý bạn ấy hơn kiểu soi mói hơn thôi chứ không phải là để ý kiểu có tình cảm gì đâu thời gian đó em có crush của mình rồi em si mê bạn crush đó lắm nên chuyện mà em thích bạn ấy là không thể nào xảy ra được khoảng một tháng sau tự nhiên cái facebook em hiện thông báo mọi người bạn ấy tự nhiên kết bạn với em trời ơi em sợ hãi em hoang mang em hỏi ý bạn bè là có nên đồng ý hay không em sợ bạn ấy đánh em hay là nhắn tin hẹn gặp em rồi đánh em nhưng rồi cái tính tò mò nó cũng lấn át đi lý trí vậy là em đồng ý kết bạn nhưng mà bạn ấy chỉ kết bạn chứ không có động tĩnh gì hết cho đến một ngày, hôm đó là sinh nhật của em. Bạn ấy tự nhiên vào chúc mừng sinh nhật, rồi em cũng cảm ơn bạn ấy. Hai đứa em nhắn tin như chưa hề có một cuộc chiến luôn, như một đôi bạn thân. Em không hiểu lúc đó em nghĩ gì trong đầu nữa. Sau đó hai đứa còn chơi game chung với nhau, trò chuyện qua game và em ngoan ngoãn trả lời nói chuyện chứ không hề mạnh miệng như lúc em nói xấu nó. Và rồi nhắn từ ngày này qua ngày kia, em với bạn ấy trở nên thân thiết hơn, mà thân kiểu bình thường thôi. Tính em hay ngại nên gặp ở ngoài trường cũng không có nói chuyện câu nào, hay thậm chí là lại gần nhau. Cho đến tết năm đó mẹ em phải vào bệnh viện nên em phải vào viện để chăm mẹ khỏe. Cũng đang lúc rảnh rỗi em lại nảy ra ý tưởng chụp hình mình ở trong bệnh viện rồi đăng story. Thật ra lúc đó em đăng như vậy là muốn crush của mình thấy, rồi hỏi han quan tâm. Nhưng mà không mọi người à crush em còn chả xem đến Vậy mà cái người không ngờ đến Là nhanh chóng nhắn tin cho em hỏi han quan tâm em Lại là cái người em từng ghét cay ghét đắng Bạn ấy hỏi thăm em chưa được bao nhiêu Thì liền hỏi số phòng bệnh viện Rồi chưa kịp em phản ứng Thì bạn ấy đã chạy ra kiếm tận phòng em nằm luôn Lúc đó cũng cỡ 10 giờ đêm rồi á Bạn ấy xuất hiện nhanh tới mức làm em bất ngờ Lúc bạn ấy bảo ra em còn tưởng là đùa nên cứ nằm ở đó đầu tóc bù xù rối bời, quần áo thì lượm thượm trong kinh chết, vậy là lần đầu gặp ở một khoảng cách gần trong em xấu xí và lôi thôi, ngủ muốn chết luôn. Em còn thú tội với bạn ấy là em nói dối nó chuyện em nằm trong bệnh viện làm hại bạn ấy chạy ra. Nhưng mà mọi người ơi, bạn ấy không có trách em một xíu nào, hai đứa còn nói chuyện vui vẻ tới khuya luôn á. Vậy là từ hôm đó, ngày nào bạn ấy cũng chạy ra nói chuyện với em, vui ơi là vui. Hôm nào em cũng mong chờ bạn ấy Rồi chuyện gì đến cũng phải đến Sau một thời gian tìm hiểu nhau Em và bạn ấy yêu nhau Rồi quen nhau luôn Đến đây thì cũng đã gần 4 năm rồi Bây giờ lâu lâu hai đứa vẫn nhắc lại Rồi thấy buồn cười Không hiểu sao mà ngày xưa lại trẻ con như vậy Bạn ấy còn khẳng định là không hề chửi em Em tin bạn ấy chứ Nhưng mà em vẫn làm ngơ không quan tâm Vì em muốn bạn ấy phải dỗ em suốt cả cuộc đời này cũng nhờ cái confession đó mà bạn ấy để ý em hơn, rồi mê em luôn đó. bạn ấy nói là thích mấy người hay chửi văn thơ như em ấy à? kiểu nhát mà hay ra dẻ á. em chào page em là nữ em đã coi page rất lâu và em cũng đã xem các bạn khác chia sẻ câu chuyện của mình. hôm nay em cũng muốn chia sẻ cho page một câu chuyện của em từng trải qua. đó là bị một bạn nam cùng lớp xàm sở em xin giấu tên của bạn ấy để tránh bị trả thù. Thế nên em sẽ đặt tên cho bạn ấy là Huy Sorry mấy bạn cùng tên Huy nha Admin chỉ lấy tên cho dễ kể tên thôi Bạn Huy hơn em một tuổi Và lý do tại sao bạn ấy học chung lớp với em Vì bạn ấy nghịch ngợm, phá phách Lại còn thường xuyên bỏ học Nên là bị ở lại lớp Lần đầu tiên em gặp bạn Huy Em đã rất thích bạn Huy Nhưng mãi đến sau này em mới biết Bạn Huy đã có người yêu Lúc đầu em chưa biết bạn Huy đã có người yêu nên em muốn bạn đó để ý đến em. Thế nên là những hôm nào đi học mà trời mưa thì em sẽ thả tóc ra và đi trước mặt bạn Huy và đúng như em nghĩ, hình như bạn Huy hiểu được ý đồ của em nên cũng tiến sát lại gần em. Em cứ nghĩ là bạn đó sẽ chỉ đến gần em rồi khen em xinh này nọ hay là nói chuyện với em thôi, nhưng không mọi người ạ, à. Bạn Huy này rất biến thái Bạn đó đi đến và đưa cái chỗ đấy bé như con sâu bướm chạm vào người em Em giật mình và tránh xa bạn Huy kể từ đó em không còn thích Huy nữa Mọi người nghĩ vậy là hết rồi hả? Chưa đâu Từ lúc đó trở đi, bạn Huy lộ nguyên hình là một tên biến thái Đội lốt trai đẹp đi quấy rối các bạn nữ khác Và có cả em Đến điểm bạn ấy sàm sở em là ở chỗ học thêm, em ngồi trước mặt bạn Huy, em thì ngồi ở trên bạn Huy, còn bạn Huy thì ngồi ngay sau lưng em. Ban đầu em đang ngồi học bài thì thấy ở lưng nhột nhột, rồi bỗng có tiếng bực kêu lên. Em cảm nhận được áo con của em đang rơi ra, em vội lấy tay đỡ lại rồi quay lại nhìn, thì bạn Huy đang cười khoái chí. Em thì cố nhịn vì không muốn ảnh hưởng tới việc học của lớp nên xin cô đi vệ sinh rồi cài lại áo ngực. Sau đó em quay trở lại bàn để học và ngồi né bạn Huy ra. Nhưng bạn Huy không tha cho em, bạn đó lại bắt đầu dở những trò bệnh hoạn hơn. Bạn đó thò chân lên qua cái khe ghế ở sâu để dùng chân sờ soạn đùi của em. Em thì khó chịu nên cứ ngồi né chân bạn Huy ra. Chân bạn đó vừa hôi lại còn nhăn nheo xấu xí nữa, cứ chỉ rình va chạm vào chân của em thôi. Em cứ tỏ ra vẻ khó chịu, thì cô giáo để ý rồi đi đến, nói bạn Huy ngồi sang chỗ khác. Em cứ tưởng là mình đã thoát khỏi rồi, nhưng bạn Huy lại bám theo em trên đường về nhà. Đi đến đoạn đường vắng thì bạn đó phóng xe lên chặn em lại. Em lúc đó rất sợ nên cố tránh để đi, nhưng em càng cố thì bạn đó càng chặn em lại. Xong rồi em xin bạn đó tha cho em về nhà, bạn đó chỉ cười bảo là muốn về thì phải chịu bạn đó, nếu không thì đừng hồng về được. Em lúc đó rất sợ nên đã khóc và hét lớn để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng chỗ đó vắng không có ai qua lại Nên chẳng có ai tới giúp hết Bạn Huy cười lớn Rồi bắt đầu cởi cái áo trắng của bạn đó ra Tiến tới chỗ em Em lùi lại không biết phải làm gì nữa Đúng lúc bạn Huy chuẩn bị chạm vào người em Thì bạn Nam học cùng lớp em ở đâu tới Bạn đó đấm bạn Huy ngã lăn ra đất Bạn Huy bị đấm bất ngờ Nên loạn choạng mãi mới đứng dậy được Em lúc này chạy tới sau lưng bạn Nam Nhờ sự giúp đỡ của bạn đó Bạn Huy đuổi bạn Nam đi Nói đó không phải là chuyện của mày nhưng bạn nam không nói gì trực tiếp lao lên đạp một phát giữa ngực bạn huy làm cho bạn huy ngã ngửa ra đất xong đó bạn nam lấy chân đạp lên mặt bạn huy dí thẳng xuống đất rồi nói loại cặn bã như mày hôm nay không chết thì tao không làm người nói xong bạn nam suốt vào mặt bạn huy liên tục em sợ bạn nam đánh chết người nên chạy đến can bạn nam lại sau đó thì bạn nam nói rằng đã thấy bạn huy dở trò với em ở lớp rồi nên đi theo dùng điện thoại quay lại sau đó thì bạn nam tố giác bạn huy lên hiệu trưởng bạn huy sau đó bị đuổi học bố mẹ bạn đó vì xấu hổ nên đưa bạn đó đi đến chỗ khác sinh sống cuộc sống của em trở lại bình thường nhưng em vẫn lo bị bạn huy trở lại trả thù lắm mọi người ạ à.